Hồi nãy Sam có xem được một cái video kia ở trên TikTok rất là sáng tạo luôn á mọi người, nhưng mà phải chờ Thảo Nguyên đi học thì Sam mới làm được. Chờ hoài thì cuối cùng giây phút này cũng đã tới rồi. Đồ nghề để hành sự thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần có thun và lược thôi. Nếu mà có thun đen thì nó sẽ tiệp với màu tóc hơn, nhưng mà không có thì thôi, thun nào cũng được. Không biết có bạn nào thắc mắc là Sam tính làm cái gì mà lại lén la lén lút tới như vậy không? Thật ra là hồi nãy Sam tình cờ coi được cái video hướng dẫn làm tóc Batman bằng chính mái tóc của mình luôn. Ê, bà nào tóc dài cỡ như Sam thì làm thử coi xem là làm xong thì trông mình sẽ như thế nào. Và Sam nghĩ dùng cái mặt nạ này để đi chọc cười người khác cũng rất là hiệu quả. Tâm sự với mọi người một xíu nha, từ cái hôm Sam đăng video dẫn Thảo Nguyên đi nhổ răng thì tới hôm nay là đúng một tuần luôn, thật sự rất là nhớ mọi người. Mặc dù Sam không biết mọi người là ai, làm gì và ở đâu, nhưng mà khi bấm vào đọc từng cái bình luận thì Sam có cảm giác rất là vui và cảm thấy mình không cô đơn á. Tuần vừa qua Sam bận làm một cái dự án quảng cáo cho một cái app, và thật sự khi mà mình nhận quảng cáo cho cái gì thì mình bắt buộc phải xài nó mọi người. Từ cái ngày Sam cài cái app đó, mỗi khi Sam mở điện thoại lên, Sam lại thấy được những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống của những người thân, có cả những người bạn mà Sam chưa gặp bao giờ luôn. Nói xà lơ nãy giờ Sam cũng làm xong cái mặt nạ Batman bằng tóc rồi nè. Ê mọi người, ngầu đâu không thấy mà thấy ghê quá hả? Bây giờ mới gần 2 giờ thôi mà 4:50 Thảo Nguyên mới về. Trong thời gian chờ đợi Thảo Nguyên thì Sam sẽ làm việc, ngoài công việc chính là nội trợ và ở không ra thì Sam còn bán hàng online nữa. Mở máy lên kiểm tra mà không có đơn hàng nào hết, thôi buồn quá đi cho cá ăn. Còn một bầy cá giá ốc ở ngoài sân nữa, bữa nào Sam sẽ quay cho mọi người coi. Có bạn nào là fan của Doraemon không? Điểm danh cái nha. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần được người lớn cho 2 hoặc 3 ngàn tiền ăn vặt là cầm đi thuê chuyện hết. Nhiều khi có một quyển truyện mà bao nhiêu đứa túm tụm lại đọc chung với nhau rất là vui. Ý tới giờ Thảo Nguyên về rồi nè, để Sam tìm chỗ núp rồi hù nó. Không biết Thảo Nguyên sẽ phản ứng như thế nào khi mà thấy cái mặt nạ Batman này của Sam.